nhà lãnh đạo Kim Chính Ân cùng với phu nhân đến dự lễ tưởng niệm tại cung mặt trời Kumusan, tên tự Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Kim Chính Ân và phu nhân đã tới tham dự một buổi lễ tưởng niệm nhà lãnh đạo Kim Chính Nhật tại cung mặt trời Kumusan, nơi đặt di hài của cha và ông nội mình. Đài truyền hình nhà nước KRT phát ra một đoạn phim cho thấy ông Kim và phu nhân Ri Son-ju dự lễ cùng với các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội. Một bức chân dung của ông Kim Chính Nhật đã được đặt bên cạnh chân dung của ông Kim Nhật Thành trên tường bên ngoài cung, và một bức tượng của ông cũng đã được cạnh tượng của người cha bên trong cung điện vừa được tân trang. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2011, truyền thông nhà nước Bắc Hàn loan tin ông Kim Chính Nhật đã qua đời. Lễ quốc tang kéo dài 10 ngày và con của ông là ông Kim Chính Ân được ca ngợi là người kế nhiệm vĩ đại. Ông Kim Chính Nhật là người lãnh đạo quốc gia cô lập, đưa nền kinh tế chìm sâu vào sự nghèo đói trong những năm ông nắm quyền, khi ông làm phật lòng thế giới bằng việc phát triển chương trình vũ khí nguyên tử.